Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề, không khí mua sắm Tết bắt đầu nhộn nhịp. Đáng chú ý, hàng hóa Việt phục vụ Tết trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang chiếm ưu thế trên thị trường với chủng loại, mẫu mã, kiểu dáng phong phú đa dạng, chất lượng bảo đảm và giá thành hợp lý. Các nhà bán lẻ cho biết, lượng hàng hóa trên kệ hàng chiếm hơn 90% là hàng Việt. Khuynh hướng mua sắm đồ của người tiêu dùng là sản vật địa phương đã góp phần giúp hàng Việt chiếm ưu thế trên thị trường Tết. Hàng ngoại không về thì hàng Việt Nam mình lại bán được hàng, chạy hàng hơn. Mà theo tôi mong muốn như thế nào thì người Việt mình nên dùng hàng Việt mình. Cuối năm cũng là thời điểm các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thường chuẩn bị những món quà Tết ý nghĩa dành tặng cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay tri ân đối tác, khách hàng. Theo đó, giỏ quà Tết năm nay, người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn tới hàng Việt. Do đó, để kích cầu, bên cạnh việc chuẩn bị số lượng lớn, các doanh nghiệp cũng có dịch vụ giao hàng tận nơi và tăng khuyến mại từ 10 đến 15%. Tâm lý hiện nay là bà con, khách hàng người ta muốn có nhu cầu dùng hàng đồ địa. Nó vừa chất lượng, nó vừa giá cả rất là ok. Nên là chúng tôi đã hỗ trợ, gọi là ưu tiên trưng bày đầy đủ những cái mặt hàng nhu yếu phẩm mà chuyên của hàng Việt để cho bà con, khách hàng có thể là thái và mua sắm. Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, hàng nội địa hiện chiếm từ 80 đến 85% thị trường hàng Tết. Nhờ không ngừng nâng cao chất lượng, giá cả phù hợp, hàng Việt Nam ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Các doanh nghiệp Việt Nam đã chú trọng hơn đến nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng để sản xuất phù hợp. Bên cạnh đó, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cũng có phần tích cực để hàng Việt Nam dần lấy lại được niềm tin của người tiêu dùng, đặc biệt là các mặt hàng lương thực, thực phẩm. Chắc là người Việt Nam người ta cũng tự hào về cái sản phẩm của mình, về cái giá trị của thương hiệu mình. Và nó được khẳng định thông qua cái việc là mình cũng đã xuất khẩu ra rất là nhiều nước. Và đặc biệt là những cái thị trường khó tính thì người ta cũng đã chấp nhận. Thì không lý do gì người Việt Nam mình lại quay lưng. Các chuyên gia đánh giá đây là thời điểm tốt để các doanh nghiệp nội xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường trong nước.